Thúy chào đại gia đình của kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy chia sẻ với cả nhà mình cái cách làm giá đỗ bằng cát ha, mà mình không có cần vô chậu vô thau gì hết á, để ở ngoài đống cát làm luôn, mà nó lên rất là đều luôn. Nhìn cái mẻ giá coi như xuất sắc cả nhà, trắng phao phao luôn nè, dài nữa, rất là mập cả nhà. Đó, hôm nay Thúy chia sẻ với cả nhà mình nha, cả nhà cùng làm với Thúy ha. Thúy sử dụng 200g đậu xanh nha cả nhà. Thì trước khi mình ngâm á, mình lựa những hạt sâu hư mình bỏ ra nha cả nhà. Giờ mình đem rửa 3-4 nước cho nó sạch bụi rồi mình mới ngâm nha. Để như vậy á, tại vì lúc này nó chưa có nảy mầm á, mình rửa cho nó sạch. Khi mà sạch rồi mình làm á, nó sẽ cho giá ngon hơn. Đó, mình rửa mạnh tay không có sao nha cả nhà. Đến khi mà nó nảy mầm rồi mình phải nhẹ tay. Rồi ở đây Thúy rửa xong rồi nè. Đó, Thúy cho nước vào đầy luôn. Mình nhớ là cho đã nhiều nhiều nước nha cả nhà. Đó, rồi mình ngâm 15 giờ nha, để rút ngắn cái thời gian mà mình thu hoạch ha. Mình ngâm á 15 giờ là chỉ có 2 ngày là mình thu hoạch đó cả nhà. Thì sau 15 giờ Thúy ngâm rồi nè, nó đã nảy mầm rồi nè cả nhà. Đó. Bây giờ Thúy sẽ đem rửa lại 3-4 nước cho nó sạch cái nước xanh xanh ha. Cả nhà mình lưu ý giùm thấy ha, có những hạt mà lúc mình lựa thì mình không thấy nó bị hư nha cả nhà. Nhưng mà đến khi á mình đem đi rửa mà nó nảy mầm rồi á, nó sẽ nứt hai ra đó, mình xem lại rồi mình bỏ ra nha. Cho giá mình nó không có bị cái đậu á, khi mình làm giá nó không bị úng nha cả nhà. Đó, Thúy rửa sạch rồi Thúy cho ra cái rổ nè. Bây giờ Thúy sẽ cho vào một cái bọc. Thúy đem vào cái bãi cát để Thúy làm, chứ Thúy không có đem về nhà, không có đem cát về nhà, nó nặng nề quá đi. Cho nên sẵn đây Thúy đem, Thúy chia sẻ với cả nhà luôn, rất là đơn giản luôn. Nhà mình nhiều khi mình làm nhà hay gì, mình hoặc là mình mua một bao cát mình để đại bên ngoài vườn á, rồi mình làm rất tiện cả nhà. Không có cần phải đem vô nhà cực khổ, mà lại rất là coi như là giá lên rất là ngon luôn á. Nè, Thúy ra ngoài bãi cát này cả nhà. Đó, thì cái cát này hôm trước á, mình tô nhà cái còn lại á, mình đã dừng sạch rồi, thì mình còn dư lại cái mình gom đóng là như vậy nè. Cái trời mưa á, mình đậy ni lông nữa, nhưng mà trời mưa thì nó cũng ẩm ướt cả nhà, cho nên là mình không cần tưới nước ha. Nếu mà cát khô thì cả nhà cho tưới nước vừa ẩm thôi nha, đừng có tưới nước nhiều quá. Mà nói đúng ra nếu mình để ngoài không như vậy nè, mình tưới nước mà lỡ nhiều cũng không sao tại nhà, tại vì nó không bị động lại á, nó cũng rút hết trơn à. Mà nhưng bây giờ nó ướt sẵn rồi, Thúy đã cán ra, lấy cái tay Thúy ban đều ra rồi này, Thúy rải đậu lên nè cả nhà. Thì mình rải đều ra thôi, chứ mình đừng có cho đậu chồng lên nha cả nhà. Mà tại vì á, mình làm xong mình lắp cát, cho nên nếu mà lỡ đậu mình bị chồng lên á, thì cũng không sao. Tại vì nó đã lắp lên thì nó rất là mập nha cả nhà, giá mình lên rất là đều. Đó, bây giờ Thúy làm đều rồi nè, bây giờ mình sẽ lắp cát lên nha cả nhà. Đó, mình lắp đều lên, mình lắp khoảng 1 cm là được nha cả nhà, đừng có dày quá mà cũng đừng mỏng quá. Nói chung thì mình cứ lắp lại hơi dày dày chút xíu, cả 1 cm là được rồi, tặng cho giá mình nó mập. Đó, mình cứ cho cát lại lên vậy. Cát ở bên ngoài này thì nó ẩm hết rồi cả nhà, nó không có khô, cho nên là mình nó không có thiếu nước, cho nên mình cứ để như vậy mình làm thôi. Một tay Thúy làm, một tay Thúy quay á, cho nên nó hơi rung á, cả nhà thông cảm cho Thúy nha. Xong rồi cái mình lấy cái tay mình ban đều ra đó, mình phả đều ra cả nhà, như vậy là xong rồi. Lấy cái tấm ni lông trùm lại thôi đó, mình trùm lại rồi 2 ngày Thúy ra Thúy xem coi thu hoạch được không nha cả nhà. Đó, thì sau 2 ngày rồi nè, bây giờ bữa Thúy lấy cái lá dừa Thúy che lên nè. Đó, bây giờ Thúy sẽ gỡ cái tấm ni lông ra. Đó, cả nhà thấy đã không? Ôi, Thúy mê quá chừng luôn á cả nhà. Coi như là hôm nay á, là Thúy chỉ chia sẻ, với là hơn nữa Thúy làm cũng vậy nữa, Thúy đem cát về nhà Thúy làm không à. Mà hôm nay Thúy đem ra ngoài luôn. Thúy làm nè, nhìn quá chừng đẹp luôn á nha. Thì cái với cái cách này á, Thúy thấy rất là tiện. Tại vì á, cả nhà đừng có lo vấn đề mà mình làm như vậy á, nó sẽ dính cát vào giá nha. Không có nha cả nhà. Tại vì Thúy làm rất là nhiều lần rồi, nhưng mà Thúy làm trong cái thau hoặc cái rổ Thúy đựng cát á. Còn mình làm luôn bên ngoài vậy nè, thì nó tiện hơn, mình khỏi cần giặt khăn, mà khỏi cứ cần, nói chung là rất đơn giản luôn. Chỉ cần đem đậu ra rải lên thôi là 2 ngày ra thu hoạch. Thì cái rễ á, mình làm cát thì cái rễ nó hơi dài nha cả nhà. Nếu mình không thích thì mình cứ nhổ lên, mình nhổ lên một nhúm mà cái mình lấy kéo mình nhấp. Tại cái này Thúy mê nhổ, cho nên Thúy không có đem theo luôn, cứ lo đi ra, tranh thủ đi ra đang xem coi nhổ được chưa.
giờ làm biếng vô lấy cái kéo nữa, cho nên mình để về mình nhổ luôn ha. Với hơn nữa cái rễ giá nó cũng rất là non cả nhà, thì mình ăn luôn cũng không sao, còn cả nhà không thích thì mình cắt ra ha. Đó, nhưng mà cái cọng giá thì rất là mập nha cả nhà. Thì nó có hơi cái rễ, hơi cái rễ chuột nó hơi dài dài chút xíu thôi, nhưng mà về giá là nó mập, còn Thúy thấy hình như là muốn mập hơn ở ngoài chợ bán luôn á cả nhà. Rất là ngon luôn. Thì Thúy thấy á, là mình làm với cát á, cái giá nó rất là ok cả nhà. Rất là đạt luôn á. Nó lên rất là đều luôn. Đó, để mình nhổ hết rồi mình đem đi rửa lại cho cả nhà xem nha, nó trắng phao phao luôn á. Thì nếu cả nhà mình nhổ thì mình đừng có tưới nước ha, tại Thúy nhổ rồi Thúy tưới nước cho cả nhà xem thôi, chứ mình không tưới nước thì nó sẽ dễ nhổ hơn nha cả nhà. Đó, Thúy nhổ xong rồi nè. Đó, mình chỉ cần mình để xuống cái thao nước như vậy nè. Đó, là cát nó nằm ở dưới còn giá nó nổi lên trên, nó đâu có dính gì đâu cả nhà. Mình rửa là vài ba nước là sạch bóng luôn á. Trắng phao phao luôn á cả nhà. Đó, rất là dài nha, mới có 2 ngày thôi đó. Này là Thúy làm sao là Thúy chia sẻ y chang vậy để cho cả nhà làm, chứ không phải là mấy ngày mà Thúy nói 2 ngày đâu. Cái này là thật sự là có 2 ngày thôi, tại vì á Thúy cũng như là Thúy buổi ban đầu Thúy có chia sẻ là mình ngâm 15 giờ thì nó rút ngắn được 1 ngày đó cả nhà. Còn nếu mình ngâm 7 8 giờ thì nó thể là 3 ngày. Đó, còn cái này cả nhà muốn ăn cao nữa thì mình cứ để thêm 1 ngày nữa không sao. Nè, đó Thúy rửa ra nè, thấy không? Để Thúy rửa lại 1-2 nước nữa. Mình rửa thật là sạch, là nó không có dính cát gì hết. Cả nhà mình cứ yên tâm mình làm giá đổ với cái cách này ăn nha. Và Thúy chia sẻ thêm một cái cách nữa. Thì với cái cách làm giá này nè, thêm một cái bí quyết nữa là cả nhà đừng có ngại làm giá bằng cát nha. Giá bằng làm bằng cát ăn rất là ngọt. Cả nhà làm hai thử hai mẻ giá đi cả nhà, ăn thử cái loại giá này, mình làm cái cách này, mình làm cách kia, mình thử cả nhà. Rất là ngọt luôn, nó ngọt hơn cái cách nào hết luôn á. Không biết trong cá nó có dinh dưỡng gì không biết, nhưng mà Thúy làm Thúy thấy là ăn rất là ngọt luôn, mà cũng giá rất là mập hơn so với những cách khác. Thì cả nhà Thúy hôm nay Thúy muốn làm ở bên ngoài đóng cát luôn, để cho cả nhà thấy rằng giá rất là dễ làm chứ không có khó nha. Cho nên là Thúy chia sẻ để cả nhà mình áp dụng với cái cách này ha. Cho dù mình làm ở ngoài vườn với đóng cát như vậy mình vẫn có giá sạch để ăn. Rất là đơn giản luôn, không cần tưới nước, không cần giặt khăn gì hết. Mà nè, nó có 200g thôi mà cỡ 1 kg mấy giá luôn, thì không có cân nhưng mà rất là nhiều luôn cả nhà, một rổ đầy luôn á. Đó. Mà nó rất là đều, nó mập ú và nó rất là đều luôn á. 10 cộng như 1 luôn á. Thôi Thúy chia sẻ cái cách làm giá đổ bằng cát tới đây Thúy dừng ha. Nếu có nhà thấy hữu ích tặng Thúy một like nha. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thúy làm những video tiếp theo hay hơn. Thúy bye bye.